Hi, chào buổi sáng tất cả các bác Giờ hôm nay mình uh, sáng ra thì thợ hôm qua làm cứ trời lắng Bộ trời lắng thì hàng rất là có nhiều hàng cho các bác lựa chọn Đây, em sẽ view cho bác xem một hai mẫu điều hòa uh, hàng thông thường Hàng vít thì dạng không còn, đã số là hết Đấy, hàng thông thường đấy các bác Nên được bốn con này bốn này thông thường, em view luôn cho các bác xem ba là Solic. Trong này thì có máy 9, máy 10 các bác nhé Có cho con máy 10, máy 10 nghìn với 9 000 thì chạy 12 mét vuông, 10 000 thì chạy có thể 15 mét vuông, tùy theo độ nắng nóng của nó. Đấy. Như máy 9 như bây giờ hiện tại em báo giá luôn, chỉ có 4 triệu ba, các Như máy 10 thì có thể 4 triệu bảy. Đấy, bao gồm cả bát nâng điều khiển, tất luôn, rất đẹp. Này các bác ơi, hàng rất đẹp, hàng rất đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Hôm qua cũng nhiều bác chia sẻ là hàng nhiều lúc bọc nó bị dính. Vấn đề là nào mình uh, mình cứ xong sơn phát mình mình bọc luôn các bác dục nhiều quá không kịp các bác như con này thì có thể là không là ok rồi con này hôm qua phơi nắng đừng buồn nắng rồi hôm nay sáng sớm là nắng em lại phơi tiếp các bác điều hòa inverter hai chiều tiết kiệm điện tháng trừ hai ba trăm nghìn tiền điện thôi các bạn chạy thoải mái luôn nóng lạnh tiết kiệm điện giá thì cực kỳ hấp lý chỉ có hơn 4 triệu các bác có điều hòa dùng rồi đấy cực hấp dẫn luôn cực rẻ luôn bán như ở một ở đại lý luôn không giá cạnh tranh đấy các bạn giá cạnh tranh hàng đẹp chất lượng cao giá cả hợp lý các bác inbox cho em nếu mà các bác inbox thì nếu mà zalo thì không chín sáu một năm một chín một hai hai không được bác inbox trực tiếp qua facebook à, qua youtube này đấy các bác vào xem rồi các bác uh, comment bình luận cho em em sẽ gửi số điện điện thoại rồi các bác gửi địa chỉ tất cả mọi thứ để cho em em sẽ tư vấn cho các ạ phòng như thế nào diện tích như thế nào phù hợp với con như thế nào nên dùng vít hay là dùng thường đấy những cái dòng này là hàng thông thường các bạn nóng lạnh bình thường không có gì đặc biệt cả nhưng giá cả thì cực là hợp lý gọi là giá cả cạnh tranh cạnh tranh luôn với tất cả các cửa hàng luôn đấy rất ưu tiên thì các bác giá thì mềm như bún những con đấy dọn đâu mà vuốt làm cái gì không phải con nào dọn rồi vuốt cứ vớ là vuốt